Đã xong một dĩa chả cá rất là ngon, hấp dẫn chưa? Sẵn tiện mẹ mét khán giả luôn. Thơm lắm mà nó dai nữa. Thời gian qua là Dung uống thuốc giảm mỡ bụng của Bầu Trời Kali á, thì Dung thấy rất là hiệu quả. Dung xin mến chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Cái video trước á, là Dung đi chơi ở thăm anh chị ở San Diego, và khi về anh chị cho mỗi gia đình một bịch chả cá, thì nhà Dung hay nhà bên chị chồng cũng như nhau luôn, mỗi bịch á, gồm 10 cái cây chả cá rất là ngon luôn. Thì Dung quyết định đó, hôm nay Dung sẽ làm cho gia đình Dung ăn đầu tiên á, là cái món chả cá khổ qua mà Dung nấu theo cái kiểu lẩu á, cho dễ ăn. Và cái món thứ hai là Dung sẽ chiên với lại chả cá thì là. Thì có một số có thể là không biết ăn thì là, thì mình có thể mình chiên chả cá với lại hành, với lại hành tím thì nó cũng rất là ngon. Bây giờ Dung sẽ vô bếp chế biến cái món chả cá khổ qua và chả cá thì là chiên ha. Dung sẽ lấy hai cục đi rã đông, và sau đó Dung sẽ chế biến cho gia đình Dung ăn chiều nay. Cái chả cá mà ở Mỹ bán thì người ta đã phết sẵn rồi, nhưng mà mình mà muốn ngon thì mình phải về mình làm sơ sơ lại. Người ta đã cho một ít gia vị trong này rồi. Bây giờ Dung bỏ ra đây, Dung phết sơ. Phần nửa thì Dung sẽ bỏ vô lẩu, còn phần nửa Dung sẽ trộn với thì là. Nhưng mà trước mắt là Dung phết chung hết. Rã đông cái chỗ này nó còn hơi ấy, ấy, hơi cứng chút xíu. Bây giờ Dung cho vô đây một muỗng bột nêm thôi. Với hai cái cây cá Dung cho một muỗng một xíu tiêu. Phết cho nó đều. Người ta đã phết sẵn rồi nhưng mà mình vẫn phết thêm cái gia vị của mình. Dung cho vô đây chút xíu dầu. Dầu nãy Dung mới phi với lại hành tím. Đã nén ra một cái dĩa này để tí nữa mình ấy từng góc từng cục nhỏ mình bỏ vô cái lẩu á, thì mình trang trí cho nó đẹp chút xíu. Dung bỏ hành tím mà Dung phi rồi Dung bỏ lên đây, tại vì khi mà mình bỏ vô cái này á thì mình bỏ ra cái nồi lẩu á thì nó sẽ thơm nồi lẩu hơn, còn nếu mà mình bỏ vô lẩu trước á thì cái hành tím mình phi nó sẽ ra màu, cái nước lẩu nó không có trong, không có đẹp. Xung quanh thêm tí tiêu nữa. Cái phần còn lại thì Dung sẽ cho hành tím vô để Dung làm chả cá. Chả cá thì là. Còn đây là thì là. Nhà Dung biết ăn thì là. Có thể là có một số cô chú anh chị sẽ không có biết ăn thì là, chẳng hạn như má Dung người Bắc mà lại không biết ăn thì là. Để cho Dung cho chút xíu dầu ăn vô đây. Dung thích cho thêm tiêu, cho tiếp nữa, đều lên hết luôn. Mình có thể mình bỏ ra cái dĩa rồi mình chiên từng bánh cũng được, rồi sau đó mình cắt ra, nhưng mà ông xã Dung thì thích vo viên từng viên chiên. Chả cá thì là này hồi xưa quán bán cũng nhiều lắm, khách hàng cũng thích nữa, người ta dễ ăn dễ nhậu. Rồi đều, giờ Dung vo viên, Dung sẽ chiên. Nó cũng sôi rồi, giờ Dung thoa tay một tí xíu dầu để Dung nắng cái chả cá.
mình có làm cái viên tròn tròn này nè cả nhà. Cái mình lấy lòng bàn tay mình ấn ấn vô. Đã xong một dĩa chả cá. Rất là ngon. Hấp dẫn chưa? Chả cá chấm với tương ớt. Nãy giờ Dung đã hầm trước một ít sườn heo vô cái nồi này rồi. Nó cũng chín chín rồi giờ. Bây giờ từ nãy giờ Dung chuẩn bị mấy cái thứ kia thì chưa có nêm nếm cái này, giờ Dung bỏ vô đây đường phèn. Rồi bột nêm. Cho vô đây nữa muỗng nước mắm. Xíu đường. Nhà Dung không có ăn bột ngọt. Và cái nồi lẩu bây giờ Dung bắt qua cái nồi lẩu điện để mang ra bàn lần trước ăn. Dung sẽ cho hành lá vô. Miếng tiêu vô. Rồi, xong. Về phần bún á, thì Dung đã luộc và Dung đã xả qua nước nóng rồi. Thì cái bún nó còn nóng, bây giờ mình vo thành cái từng cái cục tròn 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 á. Bún nó rất là tiện, mình gấp từng cục ra một chén rồi mình chan nước lẩu vô là được một chén. Nó rất là tiện. Bây giờ Dung mời cả nhà ăn tối với Dung nha. Dung ăn chả cá nè cả nhà. Chả cá chiên lên rồi. Rất là ngon. Dung chấm với tương ớt. Dung mời cả nhà nha. Ngon cả nhà. Thơm, dai. Đặc biệt là không có mặn. Thơm, dai lắm. Mà không có mặn. Tương ớt cay cay nữa. Ngon lắm. Ngon. Ăn đi con, ngon lắm. Chấm ít thôi, cay cay á, con ăn không được cay. Ăn thử coi. Cá chiên xì lạ ngon không? Ngon con. Yeah. Ngon ha. Dai dai mà nó không có mặn á cả nhà, rất là ngon. À, em cảm ơn chị dâu rất nhiều nha. Cá ngon lắm. Em chiên em bỏ thêm thì là với lại hành tím nè, nó rất là ngon nè chị. Thơm lắm. Mà nó dai nữa. Mẹ với bé cụm cái nè, cụm cái. Ngon. Giòn ha con ha, ngon ngon như dai giòn giòn. Sụt sụt. Ngon. Không biết bên nhà chị Thu làm món gì. Chứ em làm món này rất là ngon chị Thu ơi. Ăn được thì lạ. Thì mình trộn chung với chả cá rồi hành tím tươi mà mình chiên lên đó, nó ra một cái mùi vị rất là đặc biệt, rất là ngon. Còn nếu mà ai mà không ăn được thì lạ thì có thể trộn với lại hành lá rồi hành củ hành tím tươi cũng chiên lên cũng rất là thơm ngon luôn. Kiểu nào cũng ngon hết. Bây giờ cái nồi lẩu Dung dặn cho nó sôi lên. Cái nồi lẩu á, nó đã sôi quá rồi. Bây giờ Dung sẽ bỏ cái chả cá vô.
gần chín rồi, giờ Dung sẽ bỏ khổ qua vô. Mà mình ăn tới đâu mình bỏ tới đó, chứ mình đừng có bỏ hết vô một lần. Cái khổ qua mà chín quá cái nó mềm á, không có ngon. Nó phải cứng cứng sực sực á thì nó ngon hơn. Khi mà Dung bỏ cái khổ qua vô thì nó cũng đã sôi một hồi rồi. Dung thích ăn khổ qua nó còn sực sực á, Dung không thích ăn khổ qua nhừ. Tại vì ăn cái kiểu này mà khổ qua mình để nhừ quá giống như canh á, thì nó không có ngon. Giờ Dung sẽ múc ra chén Dung ăn. Đó, bún nè cả nhà. Mình cứ làm từng viên như vậy á, nó rất là tiện. Cứ một chén á là một cục như vậy nè, cục bún. Chả cá nè cả nhà. Ngon chưa? Chả cá. Khổ qua nè. Còn xanh lắm. Nó sẽ giòn giòn. Ngon chưa? Dung mời cả nhà ăn lẩu chả cá khổ qua với Dung nha. Cái lẩu mà chả cá thì mình sẽ chấm với lại nước mắm ớt. Chấm ngập luôn. Rồi, Dung mời cả nhà nha. Ngon. Khổ qua nè. Lấy chén ăn lẩu này luôn nè. Bỏ thêm ngò vô. Bún vô ăn hai cục thì ba cục này múc nhiều ép nó ăn, chứ múc ít nó là ăn ít. Rồi. Chả cá. Bà bố mẹ. Ăn đi. Ăn không? Chấm được nước mắm ớt thì chấm. Mời. Thế làm về chơi đúng không? Ông bà cô bác nữa. Mời. Ngại. Ngại nói rồi đi làm sao kiểu làm nói chuyện với khách. Con trai của Dung làm T-Mobile cả nhà. Chả cá Bắc Liên rồi đó. Bắc Liên cho. Rồi nhà Bắc Liên cho một cái bự luôn, 10 cây. Cây gì? Cây chả cá. Một cây bự vậy này, chắc nửa phao á. Con trai ít ăn cơm ở nhà lắm cả nhà ơi. Ngày nào nó ăn cơm ở nhà là Dung mừng, Dung vui lắm. Đi làm giờ 9 giờ mấy mới về tới nhà. Rồi cái đi ăn ngoài không, hoặc đi ăn với bạn, ít ăn ở nhà lắm đúng không? Một tuần chắc đếm trên đầu một bàn tay không biết có đủ chưa nữa. Sẵn tiện mẹ mét khán giả luôn. Thế là gia đình Dung đã ăn xong buổi tối. Dung cảm ơn chị dâu rất là nhiều đã cho chả cá rất là ngon. Và sẵn tiện đây thì Dung cũng xin bật mí với cả nhà là Dung thời gian qua là Dung uống thuốc giảm mỡ bụng của Bầu Trời Kali á, thì Dung thấy rất là hiệu quả, cho nên Dung muốn khoe cho mọi người biết qua cái thuốc này Bầu Trời Kali bán, chứ Dung không có quảng cáo. Thì Dung thấy hiệu quả, Dung mới muốn giới thiệu cho mọi người cùng uống á, và ủng hộ cho Tuấn Bầu Trời Kali. Cứ mỗi buổi tối mình sau khi mình ăn xong á, là mình uống hai viên thì nó không có tác dụng phụ. Riêng cá nhân Dung á, thì Dung không có thấy tác dụng phụ, Dung thấy rất là bình thường, không có mệt mỏi, không có uể oải, không có cái gì gọi là khó chịu hết, nó rất là bình thường luôn. Thì cũng rất là tiện lợi. Cách đây mấy tháng thì giờ Dung làm một cái clip về giới thiệu mobile home dành cho người 55 tuổi trở lên. Thì nếu mà ai mà xem qua cái clip đó sẽ thấy được là cái bụng của Dung lúc đó không có được như bây giờ. Thì nếu mà Dung hóp á thì nó như vậy, Dung bình thường nè. À.
Đó, cho nên quả thật là nó có giảm và có rất là hiệu quả. Cái video đó là Dung thật sự là không có hài lòng về mình. Tại vì nếu mà quay ngang á, quay phim ngang thì thấy cái chỗ này của Dung nó dính ra, cho nên Dung không có hài lòng. Cho nên khi mà biết Tuấn bán cái thuốc này là Dung hưởng ứng ngay, tại vì người quen cho nên mình tin tưởng, và uống thì Dung thấy rất là hiệu quả. Cứ mỗi ngày á, mỗi buổi tối là Dung uống 2 viên. Dung uống 2 viên. Sau khi ăn no. Dung cũng mong mọi người uống cái thuốc này và cũng đạt được kết quả như Dung ha. Nếu mà ai mà có nhu cầu cần mua cái thuốc giảm mỡ bụng này của Tuấn Bầu Trời Kali, vui lòng gọi số điện thoại để ông xã Dung nhắc số điện thoại giùm. Số điện thoại của Tuấn Bầu Trời Kali là 657-364-9664 nha mọi người. 657-364-9664 nha cả nhà. Mình nhắc lại ha, 657-364-9664 mọi người mua thuốc và ủng hộ cho Tuấn Bầu Trời Kali nha. Video hôm nay Dung xin kết thúc tại đây, và Dung xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị đã xem video của Dung đến cái cuối video, và Dung xin cảm ơn tất cả mọi người đã thời gian qua đã đăng ký ủng hộ cho kênh của Dung và nhấn like cũng như những comment rất là yêu thương. Dung xin cảm ơn cả nhà nhiều lắm. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại video sau.